Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Debate. Vẫn là chuyên mục quen thuộc, mỗi tối chủ nhật là chúng ta sẽ lên những cái plan cho tuần sau giao dịch ha. Thì trước khi đến với cái plan tuần sau, mình sẽ review lại cho anh em xem những cái plan tuần trước chúng ta đã lên, xem nó có chính xác hay không ha. Đầu tiên là plan N. Thì tuần trước bên mình đã cho anh em một cái plan là đợi giá hồi về cái swing low này để buy lên, nhưng mà nó không có về mà nó tăng từ chỗ này mà nó tăng thẳng lên luôn. Thì cái kèo này là kèo hụt rất là tiếc của chúng ta. Thì tuần trước nữa mình đã có một cái plan là cho anh em buy một cái ở đây nè, anh em có nhớ không? Cái plan N tuần trước đó là chúng ta cho buy ở đây và nó tăng lên tới đây, sau đó mình lại tiếp tục bắt một nhịp buy nữa ở dưới đây nhưng nó lại không khớp. Rồi tiếp theo là cặp UCHF. Cặp UCHF thì plan tuần trước mình đã cho anh em canh giá nó hồi về cái OB này để sell xuống, và nó chạy nguyên một tuần nó cũng chưa có chạm được cái vùng bán của chúng ta, cho đến khi ngày thứ sáu thì nó đã chạm được cái vùng này và có phản ứng nè. Thì qua tuần sau anh em sẽ tiếp tục quan sát tại đây để có thể canh sell xuống với con UCHF này ha. Tiếp theo nữa là con NU. Thì con NU tuần trước mình đã nhận định là cái chỗ này nó chính là một cái phá vỡ giả, anh em nhớ không? Đó. Thì tuần này nó thực sự là nó đã phá vỡ giả rồi, khi nó sau khi nó rớt xuống và quay lại nó reset cái vùng phá vỡ giả này và nó đã sập rất là mạnh. Nếu như mà anh em bắt được cái con này thì anh em sẽ ăn được một con sóng dài của cặp NU. Tiếp theo nữa là cặp GZ. Cặp GZ thì mình đã nhận định là cái xu hướng tăng của khung H1 này nó sẽ không giữ vững được, tại vì nó đã chạm đến cái vùng bán mạnh của khung H4 nè anh em. Đó. Thì trong tuần nó cũng đã phá khỏi cái swing low khung H1 và reset thành công và đi xuống. Đó, đây cũng là một kèo mà chúng ta đã có thì là đúng. Rồi, cuối cùng là con UCAT. Thì cái con này là cái con trong tuần chúng ta đã bị sai khi mà nó trong lên tuần trước là mình cho anh em sell ở đây đúng không? Nhưng mà anh em nhìn giá tăng rất là mạnh và phá luôn khỏi cái đỉnh này luôn. Đó, và đảo chiều cả cái xu hướng giảm này. Đó, thì con này là một con mà sai, nhưng mà nếu như anh em thấy cây mà nó tăng mạnh như thế này á thì mình chắc chắn là 90% chúng ta sẽ không bao giờ dám sell cái này đúng không? Đó, đâu có ai mà sell khi giá nó tăng mạnh như vậy đâu. Cho nên mình nghĩ là nếu như mà anh em theo cái plan này á thì anh em cũng sẽ không có thua, tại vì phải quan sát chỗ này mà khi thấy nó giá tăng như vậy thì ai dám sell đúng không? Đó. Thì trước khi vào cái plan tuần mới thì mình sẽ tổng kết lại cho anh em một cái bảng thống kê ở đây. Đó, anh em có thể tham khảo ha. Thì trong đó có 5 cặp và đúng 3 cặp, một cặp không khớp và một cặp sai, thì cho là tỷ lệ đúng là 60% đi ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái plan mới xem chúng ta có những gì điều gì mới mẻ ha. Ok anh em, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái kèo đầu tiên của plan tuần, đó chính là EA. Thì cặp EA hiện tại mình đang xác định trong khung H1 nó đang là một cái cấu trúc tăng, và đây chính là cái swing low của cấu trúc tăng này, đây chính là cái swing high. Có nhiều anh em xác định đây là cái swing low thì không phải nha anh em. Tại vì sao? Tại vì nó tạo ra một cái phá vỡ giả, anh em nhìn nè, giá nó phá lên đây nhưng mà sao, nhưng mà nó không có đi lên tiếp được, mà nó đã bị những cái nến giảm đóng cửa xuống dưới, và cái nến này chính là cái nến xác nhận cho cái sự phá vỡ giả là sao, là nó đóng cửa nè, nằm dưới cái giá thấp nhất của cái nến phá lên này đó, anh em thấy không? Thì đây chính là một phá vỡ giả, do đó ở đây không phải là swing low mà ở đây mới là swing low. Tiếp theo mình xét về động lượng thì mình thấy nè, con sóng tăng càng lúc nó càng dốc lên đúng không anh em? Này nó dốc nè, trong khi sóng tăng này dốc lên như thế này đó, thì nó cho thấy là bên mua hiện tại đang khá là mạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái điểm mua lên, thì mình sẽ vào trong khung M15. Ở đây chúng ta có một cái vùng OB đó, anh em có nhớ về cái bài mà OB mình đã làm rồi không? Đây chính là một cái OB đúng không? OB này hợp lệ tại vì sao? Tại vì nó tạo ra imbalance nè, và nó còn nằm dưới cái vùng thanh khoản nữa. Đó. Thì chúng ta sẽ canh mua trong tuần sau khi giá nó hồi về cái OB này, và chúng ta sẽ mua lên.
Đó, chúng ta sẽ mua lên ngay từ vị trí này. Đối với cái con EA này ha, một cái lý do nữa mà mình canh mua ở cái vị trí này á là tại vì khi mình kéo Fibo á thì mình thấy là ngay cái OB này nè đang nằm trùng với lại cái Fibo từ 0.5 đến 0.618 này nè, thấy không? Đó, nó rất là nhiều hợp lưu. Do đó chúng ta sẽ canh một cái tín hiệu mua lên khi giá nó hồi về cái vùng OB này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thứ hai trong plan tuần, đó chính là UCAT. Thì cặp UCAT á, trong tuần trước mình đã cho anh em một cái lệnh sell khi nó mình đã cho anh em một cái plan sell khi nó về đây đúng không? Nhưng mà nó đã phải có một chút thôi mà nó đã tiếp tục tăng lên phá khỏi cái đỉnh này. Thì bây giờ cấu trúc của UCAT nó đã chuyển từ giảm sang tăng rồi. Thì chúng ta sẽ xác định lại cấu trúc và chúng ta sẽ canh mua lên. Thì trong cái cấu trúc tăng mới á, mình xác định đây chính là cái xuyên lô. Và đây chính là cái swing high mới. Rồi, xét về động lượng á, thì chúng ta có thể thấy là con sóng tăng nè, nó đang rất là mạnh đúng không? Và khi nó phá khỏi cái đỉnh đó, nó phá khỏi cái đỉnh cũ nè anh em, thì cái volume của nó đang tăng dần lên nè. Đó, nó phá đỉnh với cái volume lớn. Anh em thấy không? Phá đỉnh với volume lớn. Đó, phá đỉnh với volume lớn nè. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ canh mua khi giá nó hồi về đâu. Thực ra với cấu trúc tăng mạnh như thế này á, mà để nó hồi về cái swing low để mua lên á, thì rất là khó. Do đó chúng ta phải tìm những cái nhịp vào gần gần ở đây. Đó là những nhịp vào tiềm năng hơn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong khung M30. Thì anh em nhìn nè, đây là một cái kháng cự đúng không? Một cái kháng cự lúc trước nó là kháng cự, nhưng mà khi mà nó bị phá qua nó sẽ trở thành hỗ trợ. Và anh em để ý đi, trước khi nó break qua cái vùng kháng cự này nè, thì nó đã cho chúng ta một cái vùng sideway. Anh em thấy không? Một vùng sideway trước khi break. Thì đây là một cái tín hiệu để chúng ta có thể mua trong cái vùng sideway này khi giá nó hồi về. Thì mình đã đo một, mình dùng cái công cụ là volume profile để mình đo á, thì mình kéo từ cái đáy của cái đỉnh, từ cái đáy này lên cái đỉnh này. Đó thì mình đã thấy là trong cái vùng sideway này á, nó đã có một cái vị trí bóc gọi là BOC á. Thì ở đây chúng ta sẽ, đây chính là nơi mà có nhiều cái order buy nhất trong nguyên cái cấu trúc tăng này. Thì do đó mình sẽ canh buy khi giá nó hồi về cái vùng bóc dưới đây. Thì plan tuần sau chúng ta sẽ là đợi nó hồi về tới vùng bóc và mua lên nếu như nó tạo cho chúng ta những cái tín hiệu về pricing như là pin 3 hoặc là Manjukin hay là Marubuzu gì đó khi giá nó hồi về đây ha. Ok, thì đó là plan UK của chúng ta. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp GZ. Thì tuần trước mình đã cho một cái nhận định là GZ nó sẽ không giữ được cái cấu trúc tăng của nó và nó sẽ bị phá khỏi cái swing low này. Đây chính là cái vùng swing low lúc trước của H1 nè. Và nó đã bị phá rồi, thì cấu trúc của H1 hiện tại nó đã chuyển từ tăng sang giảm. Sau đó mình xác định lại cái swing high và swing low của cái cấu trúc này. Thì ở đây chúng ta có một cái vùng swing high mới, đây chính là cái đỉnh tạo ra cái đáy này. Và đây chính là cái swing low. Tiếp theo chúng ta sẽ xét về động lượng. Thì sau khi giá nó phá qua khỏi cái đáy cũ này nè, nó phá qua với cái volume lớn đó, volume lớn anh em ha, và cái độ dốc của cái con sóng nó cũng đang thẳng đứng xuống như thế này, nó cho chúng ta thấy được là cái động lượng bán á, đang khá là mạnh. Vậy thì chúng ta sẽ canh mua ở mình chúng ta sẽ canh bán khi giá nó hồi về những cái vùng như là đáy cũ hoặc là đỉnh cũ. Thì trong cái cấu trúc giảm này á, thì mình thấy là khả năng mà nó hồi về cái đỉnh này á rất là khó. Tại vì sao? Tại vì nó đã có một cái cú stop hình ngay đỉnh này nè anh em, nghĩa là ở đây nó đã tiêu diệt hết những thanh niên mà sell, thanh niên sell sell đỉnh rồi.
đó, cũng như là thanh niên buy stop trên đỉnh thì nó đã bị kêu hết rồi, thì ở đây nó không còn cái order nào để nó lên nó lấy tiếp đó, cho nên cái khả năng mà nó lên lại cái đỉnh cũ này á khá là khó. Cho nên mình thấy cái vùng mà bán tiềm năng nhất á chính là cái vùng đáy cũ này, mà trong cái vùng đáy cũ này đó, nó có chúng ta một cái OB. Đây anh em thấy cái OB ở đây không? Đây là một cái OB hợp lệ. Đó, còn tại sao nó hợp lệ á, thì anh em có thể xem lại cái clip trước của mình. Mình đã cho một cái cách phân biệt chi tiết là như thế nào là OB hợp lệ, như thế nào là OB không hợp lệ rồi. Anh em có thể xem lại cái clip trước ha. Rồi, thì vùng OB này chúng ta sẽ canh khi giá nó hồi về để bán xuống theo cái cấu trúc giảm này. Vùng OB này nó có một cái đó là nó đang hợp luôn với lại cái vùng đáy cũ vừa bị phá qua nữa, cho nên và ở đây nó tạo được cái imbalance đó nè anh em. Đó thì đây là cái vùng bán rất là tiềm năng trong tuần sau, thì plan tuần sau chúng ta sẽ đợi giá hồi về cái vùng OB này và thực hiện cái lệnh sell xuống. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp AJ. Thì hiện tại trong cặp AJ mình đã thấy cấu trúc nó đang chủ đạo là cấu trúc giảm sau khi nó phá khỏi cái đáy này, thì cấu trúc AJ nó chuyển từ tăng sang giảm và nó đã tạo được cho chúng ta những cái cặp đỉnh đáy thấp dần nè anh em. Thì trong đây mình đã xác định chỗ này chính là cái swing low, cái swing high của cấu trúc giảm này, và đây chính là cái swing low. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục xét về động lượng. Thì trước khi xét động lượng đó, mình sẽ nói cho anh em một cái này là hiện tại mặc dù là H1 nó đang nằm trong một cái cấu trúc giảm, nhưng mà mình lại không view về bán cho cặp IC này. Tại vì sao? Tại vì mình nhìn qua trên khung H4 đó, thì mình thấy hiện tại giá nó vẫn đang nằm trong một cấu trúc tăng khi mà nó đang chạm tới cái đỉnh cũ của cái khung H4 này nè, nó vừa bị phá qua nè. Mặt khác trong khung D á, nó cũng đang là một cấu trúc tăng, anh em nhìn nè, đó tăng rất là dài, tăng dài hạn luôn, và cái vùng đỉnh này cũng mới là vùng đỉnh cũ bị phá qua thôi, nó có thể quay lại reset và tăng lên bất cứ lúc nào. Cho nên trong cái khung H1 này á, mặc dù cấu trúc của nó đang là giảm, nhưng mà mình lại không ủng hộ cho một cái view view bán đó. Và tiếp theo nữa mình xét về động lượng thì mình thấy là trong cái cấu trúc giảm này á, nó không có đủ mạnh. Tại vì sao? Tại vì cái con sóng giảm á, nó đang thoải dần ra như thế này nè anh em. Đó, nó thoải dần ra là thứ nhất ha. Còn xét về độ độ sự gia tăng của những nhịp đẩy á, thì ở đây chúng ta có là khoảng cách giữa cái swing giữa hai cái swing này nè, nó 73 pip. Mà khoảng cách giữa hai cái swing này á, nó còn có 41 pip thôi à. Chứng tỏ là cái nhịp đẩy càng lúc nó càng yếu dần, và độ nghi nó cũng thoải ra nữa đó. Cho nên là mình không có view bán đối với cái cặp IG này, mặc dù nó đang nằm trong một cái cấu trúc giảm. View của mình nó là canh canh buy khi nào, khi mình sẽ vào trong khung M15, mình sẽ buy khi giá nó phá khỏi cái cấu trúc giảm trong khung M15. Đây chính là cái swing high của cấu trúc giảm trong M15. Thì khi mình đánh á, mình sẽ đợi nó phá vào đây, sau đó reset về và mình sẽ mua lên. Đối với cái cặp IG này, mình sẽ đợi nó reset lại đỉnh và mình sẽ mua lên. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà anh em mà trong khung H1 á, mà anh em đợi nó phá qua cái swing này á, thì nó khá là lâu, và mình muốn vào một cái lệnh sớm. Mình sẽ xác định nó chốc sớm trong khung M15 á, để mình đánh lên theo cái cấu trúc tăng của H4 đó. Nếu mà anh em nào xem cái bài về chốc và bot của mình á, thì anh em sẽ biết được cách vào lệnh khi giá nó chốc sẽ như thế nào đó. Thì cái view tuần sau của mình đối với con IG á, là mình sẽ đợi nó phá khỏi cái đỉnh này, phá khỏi cái đỉnh này và reset lại để mua lên. Mình không có view bán con IG này ha anh em, tại vì mình thấy là bán trong cái xu hướng giảm á, thì mặc dù nó tốt đi nhưng mà nó không được ủng hộ bởi cái xu hướng của khung lớn, và cái động lượng ở trên khung này nó cũng không có ủng hộ cho một cái kèo bán nữa.
Đó, cho nên là AZ anh em canh mua cho tuần sau ha, khi giá nó phá khỏi cái swing high của M15. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp cuối cùng của plan tuần này, đó chính là cặp GN. Thì cặp GN hiện tại mình thấy là cấu trúc tăng của nó đã chuyển sang giảm sau khi nó đã phá qua khỏi cái vùng swing low này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định lại đâu là cái swing high và cái swing low mới. Thì ở đây chúng ta có một cái swing high mới nè. Và đây chính là cái swing low của chúng ta. Rồi. Tiếp theo xét về động lượng thì chúng ta có thể thấy là trong cái con sóng, những cái con sóng giảm á, nó càng lúc nó càng dốc hơn. Đây, con sóng đầu tiên, con sóng thứ hai và con sóng cuối. Đó. Độ dốc của nó càng lúc càng dốc hơn và cái volume á, volume của những cái con sóng giảm á, nó cũng tăng lên. Đây, volume của con sóng giảm nè anh em. Nó đang tăng lên nè. Đó, này thấy không? Volume sóng giảm tăng lên. Sau khi nó phá khỏi cái đáy nè, thì volume của nó cũng lớn. Và nó reset lại cái đáy này với volume giảm dần. Đó, một yếu tố rất là tốt để ủng hộ chúng ta. Và trước khi nó break ra khỏi cái đáy nhỏ này nè anh em, thì nó có cho chúng ta một cái vùng sideway tích lũy trước khi break qua khỏi cái đáy nhỏ này. Thì đây chính là cái vùng mà chúng ta sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh. Thì trong khung M15 mình đã quan sát thấy là trước khi nó break qua khỏi cái đáy này, nó tạo cho chúng ta một cái vùng sideway. Và trong cái vùng sideway này có cho chúng ta một cái khối OB. Khối OB này tạo ra imbalance. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ canh giá nó hồi về đây để chúng ta bán xuống. Và một yếu tố nữa ủng hộ cho cái khối OB này á, là đó mình dùng cái công cụ volume profile này, mình kéo từ cái đỉnh xuống cái đáy. Thì cái vùng pop của chúng ta, cái vùng BOC á, nó lại trùng với lại khối OB này anh em thấy không? Đó. Chứng tỏ là khối OB này nó chứa khá là nhiều cái order sell. Do đó qua tuần sau mình sẽ canh giá nó hồi về khối OB này. Để entry một cái lệnh sell xuống theo cái xu hướng giảm. Ok anh em, thì trên đây là những cái xu hướng và điểm vào đẹp cho tuần sau mà bên mình đã quan sát được. Nếu như trong cái plan tuần này không có những cái cặp tiền mà anh em đang quan tâm, thì anh em có thể comment ở dưới cái video này, hoặc là anh em có thể vào trong nhóm chat cộng đồng của bên mình để lại bình luận. Thì bên mình sẽ giải đáp cho anh em xu hướng những cặp tiền mà anh em quan tâm ha. Ngoài ra thì anh em cũng có thể vào đó để trao đổi về kiến thức cũng như là một số kinh nghiệm giao dịch luôn. Ok, thì cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những cái plan tuần sau ha.